Chiến lược nào cho nhà đầu tư thời kỳ suy thoái? Các anh chị biết rồi rằng là hiện nay thì bất động sản nhiều người nhắc đến, khi mà chúng ta nhắc đến bất động sản thì nhiều người còn đang là còn không nên đầu tư, hoặc là bây giờ cho bất động sản nó yếu đi rồi mong nó giảm giá đi. Nhưng đây cũng là cái lúc mà khi mà tất cả mọi người không quan tâm thì là cái lúc mà chúng ta phải quan tâm nhất, đúng không ạ? Một trong những kênh đầu tư được rất là nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện nay đó chính là bất động sản. Nhất là khi mà trong năm 2022 chúng ta thấy rằng là các nhà đầu tư bất động sản cũng đã gặp phải không ít những khó khăn, đặc biệt là về nửa cuối của năm, đúng không ạ? Vậy thì liệu rằng là trong năm mới này chúng ta có cái cơ hội nào cho những nhà đầu tư bất động sản hay không? Và nên đầu tư vào thời điểm nào là phù hợp? Thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một chuyên gia bất động sản cá nhân. Chúng ta sẽ cùng chào đón chuyên gia bất động sản cá nhân Trần Minh, nhà tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản cá nhân với hơn 10 năm kinh nghiệm tham gia thị trường bất động sản và cũng là tác giả của cuốn sách đầu tư bất động sản với hơn 10.000 cuốn. Và đồng thời thì anh cũng đang sở hữu một kênh YouTube bất động sản rất uy tín và có hơn 66.000 người follow. Và ngày hôm nay thì anh Trần Minh sẽ mang tới chúng ta những cái góc nhìn của một chuyên gia tư vấn bất động sản, xem là năm nay chúng ta nên đầu tư như thế nào đối với lĩnh vực này. Vâng ạ, ngay sau đây xin được mời những chia sẻ từ chuyên gia bất động sản cá nhân anh Trần Minh ạ. Xin chào quý vị các bạn, rất vui được tham gia cái buổi ngày hôm nay. Thì cái phần kết ở vừa rồi anh Phạm Cương anh có nói một câu mà tôi nó đúng cái thời điểm năm nay đó, anh Cương bảo rằng là gì, là 2023 bất động sản vẫn chưa tốt đâu, đúng không ạ? Thì cũng như bạn MC bạn ấy vừa nói rằng là khủng hoảng thì luôn nó tạo cơ hội, nhưng vấn đề là ai và người như thế nào thì nắm bắt được cơ hội này. Thì trong cái phần chia sẻ của tôi thì tôi chia sẻ về các cái nội dung chính ngay buổi hôm nay. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về chiến lược nào cho các cái nhà đầu tư thời kỳ suy thoái, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là đâu là loại bất động sản phục hồi nhanh nhất, đặc biệt là cái giai đoạn mà chúng ta biết rằng là gì, là sau khi khủng hoảng thì bao giờ sẽ có một giai đoạn phục hồi. Và cái thứ ba là đâu là loại bất động sản giảm giá nhiều nhất đó. Cái thứ tư là những yếu tố nào quan trọng và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Và cái thứ năm đó là xu hướng bất động sản 2023, những loại bất động sản nào để đầu tư và an toàn nhất giai đoạn tới. Trước khi mà bắt đầu vào đi vào chi tiết thì tôi vẫn nói rằng là gì, là trong 3 năm tới, từ nay năm 2022 đến năm 2025, đó là một trong những cái thời điểm rất là quan trọng với những cái người muốn có một cái cơ hội lớn liên quan đến việc là đầu tư bất động sản. Chiến lược nào cho nhà đầu tư thời kỳ suy thoái? Các anh chị biết rồi rằng là hiện nay thì bất động sản nhiều người nhắc đến, khi mà chúng ta nhắc đến bất động sản thì nhiều người còn đang là còn không nên đầu tư, hoặc là bây giờ cho bất động sản nó yếu đi rồi mong nó giảm giá đi. Nhưng đây cũng là cái lúc mà khi mà tất cả mọi người không quan tâm thì là cái lúc mà chúng ta phải quan tâm nhất, đúng không ạ? Để mà đầu tư trong thời điểm này thì đương nhiên là với cái người phải cần còn phải còn có tiền rồi. Các anh chị biết rằng là gì, nó có một câu nói rất là hay trong thời điểm này, đó là rất nhiều người mà chết trên đống tài sản, đúng không ạ? Thì khi mà thị trường mất thanh khoản, khi mà dòng tiền đang bị đứt gãy thì đương nhiên rằng là gì, là chỉ còn một ít người, còn một nhóm người, đặc biệt là những người nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ mới giữ được tiền trong tài khoản, giữ được cái tiền mặt trong thời điểm này thôi. Còn đa phần ấy là những nhà đầu tư cái tiền của họ đang nằm trong tài sản, ví dụ như bất động sản không thanh khoản được, hay là chứng khoán, hay là trái phiếu, là những cái tài sản mặc dù rất lớn nhưng không thanh khoản được và dẫn tới cái việc thiếu tiền mặt. Thế nên là cái cơ hội thực tế là chỉ dành cho một cái nhóm nhà đầu tư nhỏ còn tiền mặt, đúng không ạ? Và thường những nhà đầu tư đấy là những nhà đầu tư rất sành sỏi, rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều trải nghiệm. Thì những cái thì thời điểm này là cái thời điểm mà khi mà uptrend, khi mà thị trường nó tăng trưởng tốt thì người ta nói nhiều về giá trị tăng giá của bất động sản. Nhưng khi thị trường downtrend, đặc biệt trong giai đoạn suy thoái kinh tế như này, thì người ta sẽ nói nhiều về các loại bất động sản mà có giá trị hiện tại. Lúc trước thì nói về gọi là thị trường giá trị tăng giá được theo cái tương lai, còn bây giờ thì người ta sẽ quan tâm vào những cái bất động sản mà theo giá trị hiện tại. Hiện tại là gì, là ở được ngay hay không, hiện tại là gì, là có cho thuê được ngay hay không, hiện tại là gì, là đường xá cơ sở tầng, hiện tại là gì, là hiện tại là có sổ hay không, đúng không ạ? Thì những cái vị trí, những cái bất động sản ở thời điểm này người ta quan tâm nhiều nhất đó là những vị trí vàng. Lúc trước các cái bất động sản tại các trung tâm, tại các cái khu vực mà đông dân cư, tại các khu vực mặt đường lớn, tại các khu vực mà kinh doanh tốt thì ở những cái vị trí như vậy giá rất đắt. Cái thứ hai đó là an toàn. Lúc này thì yêu cầu an toàn là giữ được tiền, thì đương nhiên là bất động sản là phải có sổ đỏ, pháp lý chuẩn chỉ, và đương nhiên là nếu tốt nhất là có ra dòng tiền ngay. Cái thứ ba là vẫn có cái tiềm năng tăng giá. Thì đây là ba cái yếu tố quan trọng nhất để mà các cái nhà đầu tư mà còn tiền có thể nghĩ và đi mua và đi săn thời điểm này. Thì ba yếu tố là vị trí vàng,
an toàn và tiềm năng. Thì để mà chọn, nếu mà đầu tư thì phải chọn ba yếu tố này trong thời điểm suy thoái này. Một trong những cái bất động sản mà chúng ta để mà đầu tư có lợi nhuận cao nhất là khi mà thời điểm suy thoái, đó là bất động sản mà giảm giá nhiều nhất. Các bạn biết rằng là khi cái bất động sản giảm giá nhiều nhất, nó chính là cái bất động sản mà sau này có khả năng tăng giá nhiều nhất. Loại bất động sản giảm nhiều nhất theo các bạn là loại hình bất động sản nào? Anh chị có thể comment xuống phía dưới, đúng không ạ? Ok. Thì theo tôi, nó có ba cái loại bất động sản giảm giá nhiều nhất. Đó chính, đầu tiên, nó là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Các anh chị đều biết rằng là gì, là khi mà dịch bệnh xảy ra thì bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là bị ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là các cái vùng du lịch như ví dụ như là Sapa, ở miền Bắc mình là Sapa hay là Hạ Long, còn miền Đà Nẵng, Nha Trang hay là Phú Quốc là sau cái dịch bệnh, sau đó lại ảnh hưởng phát nữa liên quan đến suy thoái kinh tế, dẫn đến lãi suất tăng cao, và bất động sản du lịch thực sự là một trong những cái lĩnh vực mà bị ảnh hưởng rất là lớn liên quan đến lãi suất, liên quan đến dịch bệnh, và đặc biệt là liên quan đến việc mà khi mà suy thoái kinh tế chung toàn cầu thì cái lượng khách quốc tế đổ về nó ít, dẫn đến là rất nhiều các cái khách sạn, các cái resort, các cái homestay, các cái căn hộ, các cái đất nền tại các vùng đất du lịch là giảm giá rất là nhiều. Và nhưng mà đây là cái loại hình bất động sản giảm giá nhất, nhưng trong tương lai nó lại là cái loại hình mà tăng giá tốt nhất. Vì sao? Vì bất động sản du lịch luôn là bất động sản mà có dòng tiền rất là tốt, đúng không ạ? Loại hình bất động sản thứ hai mà hiện nay cũng đang khả giảm giá khá là nhiều, đó là bất động sản tại các dự án. Các anh chị chắc chắn đang nghe việc là một số chủ tư lớn là tính cộng lại tất cả các chiết khấu giảm giá đâu đó từ 30 đến 50%, đúng không ạ? Tại vì hiện nay thì các cái chủ tư gặp các cái vấn đề liên quan đến thanh khoản, liên quan đến việc đáo hạn trái phiếu, nên là họ đang nó gọi là xả hàng, đúng không ạ? Xả hàng, đúng không ạ? Và bán các bất động sản tại các dự án của họ rất là rẻ. Và bằng các chính sách chiết khấu. Tất nhiên là một số anh chị có thể coi rằng đó là gì, là giá đã cao rồi thì rẻ vẫn chưa về rẻ hẳn, đúng không ạ? Nhưng thực tế là đã có rất nhiều khách hàng đã mua những dự án đấy và ngân hàng đã định giá dự án đấy rất là cao rồi. Thế nên là khi mà các chủ tư lớn họ cần tiền, khi mà họ mất thanh khoản, khi mà họ phải trả lợi trái phiếu, khi mà họ hết cái kênh huy động vốn, thì bất động sản như vậy chắc chắn rằng gì là đó là một cái cơ hội mà chúng ta phải xác định cái thời điểm mua vào. Các loại hình bất động sản thứ ba mà giảm giá tương đối nhiều, đó là bất động sản vùng ven, đất rộng. Các anh chị thấy rằng là khi mà uptrend, khi mà thị trường đi lên, đặc biệt ở giai đoạn cuối năm 20 đầu năm 21, rất nhiều người tìm về những đất rộng, làm homestay, làm khu nghỉ dưỡng, hay là thậm chí là đầu tư đất rừng, đất cây ô long. Nhưng đây cũng là cái loại đất mà hiện nay cái giá trị sử dụng thật nó chưa có, và nó đang lại trở về cái giá rất là rẻ, đúng không ạ? Trở về cái giá là rẻ, mặc dù là có tăng so với điểm trước nhưng nó đã trở về giá là rẻ. Thì đây cũng là cái loại hình mà chúng ta có thể quan tâm về đầu tư vào, nhưng tất nhiên là cái thời điểm thì tôi nghĩ sẽ chờ một chút nữa. Nhưng trên đây là ba cái loại bất động sản mà anh chị thấy là gì, hiện nay là ba loại hình này đang giảm giá nhiều nhất so với đỉnh giá, và chắc chắn rằng là 2023 nó còn giảm giá nữa. Thì chúng ta hãy nhìn vào những cái bất động sản này để chúng ta tìm được cái cơ hội. Và tôi nhấn mạnh đó là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, khi mà hiện nay Trung Quốc đã có kế hoạch mở cửa, đúng không ạ? Đặc biệt như vùng Nha Trang, đặc biệt như vùng Phú Quốc, đặc biệt như Hạ Long, đúng không ạ? Thì đấy là những cái vùng mà khách Trung Quốc rất là thích. Thì các anh chị hãy lưu ý cái bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, nó bao gồm căn hộ, nó bao gồm biệt thự biển, bao gồm condotel, bao gồm đất nền, bao gồm khách sạn, vân vân. Thời điểm này thì yếu tố nào là quan trọng trong quyết định đầu tư? Ok, rất hay, đúng không ạ? Nhất đó là ba yếu tố quan trọng nhất, đó là vị trí, giá cả và thời điểm, đúng không ạ? Vị trí thì nếu mà chúng ta chọn được những cái vị trí trung tâm đô thị, gần khu công nghiệp, gần khu du lịch hoặc là gần khu dân cư, thì chúng ta sẽ chọn được những cái bất động sản tốt ở thời điểm này với cái giá nó dễ chịu hơn điểm trước. Các bạn biết là khi mà uptrend thì người ta đòi giá rất là cao, khi mà thị trường đi lên thì họ đòi những cái giá bất động sản rất là cao. Nhưng cái thời điểm này thực tế là gì, là có nhất vẫn có những khách hàng thực sự cần tiền, khi mà họ không quản lý được cái tài chính cá nhân, khi mà họ vay nợ quá cái sức khỏe tài chính của họ, thì họ đã có bắt đầu có những dấu hiệu là gì, bán rẻ tài sản. Thì lúc này là lúc mà chúng ta, với những người còn tiền, là cái lúc mà đi săn, là cái lúc mà đi săn được những cái tài sản giá tốt, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ hai là giá cả. Khi mà thời điểm hiện nay thì rất nhiều các cái nhà đầu tư còn dựa vào những cái giá ở cái thời điểm tăng giá rất là cao, mà thậm chí là không có định giá được, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta phải định giá được cái bất động sản đấy. Định giá thì định giá với ngân hàng hay định giá với cái việc mà giao dịch gần đây nhất, thì là hai cái phương thức định giá cơ bản nhất để mà chúng ta mua cái bất động sản, xác định được cái giá trị thật hay là cái giá trị tương đối của bất động sản đấy, mà chúng ta không phải mua vào cái bất động sản ở cái giá đỉnh, ở cái giá mà người ta FOMO đẩy lên, thì đúng là rất quan trọng. Cái yếu tố thứ ba đó là thời điểm. Đó.
Anh chị biết rằng là nhắc về thời điểm mua sản lúc này thì gần như là tôi hay là thậm chí là nhiều anh chị khác hay là thậm chí là anh Cương mới chia sẻ rằng là gì là thời điểm này không phải là thời điểm tốt để mua sản. Khi mà lãi suất ngân hàng đang tăng cao thì rõ ràng là gì là chúng ta sẽ ưu tiên cái việc là gửi ngân hàng nhiều hơn là việc đầu tư hay là các đầu tư các kênh khác. Thì thị trường hiện nay là đang vẫn có dấu hiệu đi xuống. Khi mà cái việc mà tăng lãi suất chưa có dấu hiệu dừng lại thì đương nhiên là quan điểm của tôi thì vẫn chưa lên đầu tư đúng này. Khi nào thì vậy, như vậy thì khi nào chúng ta nên chuẩn bị việc đầu tư, đó là khi mà lãi suất ngân hàng đi ngang, các cái dấu hiệu kinh tế vĩ mô trong nước nó ổn định hơn, đúng không ạ? Các cái dấu hiệu kinh tế vĩ mô ở trên thế giới ổn định hơn thì chúng ta bắt đầu có việc xung tiền. Thì theo tôi cái thời điểm tốt nhất thì nó phải là cuối năm 2023 và sang thậm chí là sang đến năm 2024 là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu 2023 chúng ta bắt đầu quan tâm đi săn, đúng không ạ? Đi săn những cái vị trí tốt, những cái bất động sản tốt, và chúng ta có thể xuống tiền ở cái giai đoạn lửa cuối năm 2023 đầu năm 2024. Thì cái thời điểm là rất là quan trọng. Loại bất động sản nào an toàn để đầu tư? Các anh chị biết rồi là qua cái giai đoạn uptrend rồi, qua cái giai đoạn là thị trường tăng giá gọi là ngáo giá, đúng không ạ? Qua cái giai đoạn mà chúng ta rất nhiều người hiện nay đang mắc cạn bởi những bất động sản không an toàn, liên quan yếu tố pháp lý, liên quan yếu tố mà chúng ta đầu tư mất quá nhiều thời gian mới tăng giá được, hay là chúng ta đang vay nợ quá nhiều và hiện nay đang cày cuốc để mà trả nợ lãi suất ngân hàng hay là trả nợ các kênh khác, thì lúc này với những cái bất động sản an toàn nó rất là quan trọng, đặc biệt là với những người mà có nhu cầu tích lũy tài sản, đầu tư lâu dài và giữ được tiền. Những loại bất động sản thì quan điểm của tôi thì chúng tôi sẽ đầu tư vào bất động sản mà có giá trị sử dụng ngay, như nhà phố, chung cư, shop house, biệt thự liền kề hay là nhà xưởng. Đây là những bất động sản mà chúng ta mua xong chúng ta có thể kinh doanh sử dụng ngay, khi mà cần chúng ta vẫn có thể cầm cố cắm ngân hàng được lấy dòng tiền, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể đầu tư đất nền tại các khu vực có còn cái lý do tăng giá, đúng không ạ? Như đất nền, đất đấu giá, đất nhà nước, đất rừng sản xuất, là những đất mà pháp lý chuẩn chỉ, chúng ta hoàn toàn có thể mua và chờ tăng giá trong cái tương lai. Một trong những cái yếu tố quan trọng để chúng ta chọn cái bất động sản đó, đặc biệt là với những người mà mong muốn đầu tư nó có thời gian ngắn hơn, mong muốn đầu tư mà có cái tiền lời nó nhanh hơn, đó là khi chúng ta phải chọn đúng cái khu vực, chọn đúng cái loại bất động sản mà phục hồi nhanh nhất sau khi mà kinh tế phát triển lên. Thì quan điểm của tôi ấy, thì những khu vực phát triển nhanh, khu vực phục hồi kinh tế sớm thì đó là phải là các trung tâm lớn như Hà Nội hay Hồ Chí Minh. Các anh chị đều biết rằng là gì là trong cái việc mà đầu tư công thì Hà Nội chính là cái thành phố, là cái trung tâm mà có cái ngân sách đầu tư công lớn nhất cả nước, đặc biệt là ba cái tuyến vành đai 3,5, vành đai 4, vành đai 5. Thì đấy là chúng ta quan tâm, và đặc biệt Hà Nội hay Hồ Chí Minh thì hàng năm cái việc mà di dân số rất là lớn lên. Thế đương nhiên là gì là cái việc mà lấp đầy các cái khu thị, việc lấp đầy các cái dự án, việc lấp đầy các vùng ven nó rất là nhanh. Và lúc này là lúc mà chúng ta cần phải tập trung vào những cái khu vực như Hà Nội hay Hồ Chí Minh. Cái thời điểm mà chúng ta đầu tư nó sẽ ngắn hơn, thay vì là chúng ta tập trung vào các tỉnh nhỏ lẻ, đặc biệt là cái nguồn vốn đầu tư công ít, cái tỉnh đấy chưa tự chủ được kinh tế thì nó sẽ mất cái thời gian phục hồi chậm hơn, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta về mặt công nghiệp, mất cái mức giá nó thấp hơn thì chúng ta có thể đầu tư vào cái tỉnh hoặc là thành phố phát triển công nghiệp. Ví dụ như là Hải Phòng, hay là gì, Bắc Ninh, hay là Thái Nguyên, hay là Hà Nam, Bắc Giang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Thì đây tôi liệt kê tạm một vài cái tỉnh mà anh chị đang làm gì là có cái việc đầu tư công lớn, hay là cái việc mà phát triển về quy hoạch công nghiệp tương đối là mạnh. Thì chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu đầu tư các cái tỉnh này khi mà giá đất nó còn rẻ, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta sẽ nghiên cứu đầu tư, nếu anh chị nào thích về bất động sản du lịch thì chúng ta có thể nghiên cứu các bất động sản du lịch. Khi mà anh chị biết rằng là gì là khi mà kinh tế phát triển lên, người dân bắt đầu có tiền, kinh tế thế giới phục hồi, đúng không ạ? Người Trung Quốc mở cửa thì đương nhiên là Việt Nam mình là một trong cái điểm mà du lịch rất là cuốn hút. Thì những cái tỉnh như Quảng Ninh, Nha Trang, Đà Nẵng hay là Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc đều là những cái khu vực mà chúng ta có thể nghiên cứu đầu tư. Vì ở trên đây là tôi liệt kê những cái khu vực chính, những cái thành phố, những cái tỉnh trọng điểm mà có cái nội lực rất là mạnh về gọi là về tiền, về các cái đặc thù về công nghiệp hay là du lịch để chúng ta có thể nghiên cứu đầu tư. Các bạn nhớ rằng là gì là chúng ta hãy nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu đầu tư ngay từ bây giờ và chọn cho mình được cái thời điểm xuống tiền nó phù hợp để chúng ta quyết định. Một cái chia sẻ của tôi theo cái quan điểm của tôi về cái dự báo liên quan đến việc là đâu sẽ là xu hướng bất động sản năm 2023. Quay trở lại với câu chuyện đầu tiên thì tôi nói rằng là gì, thời điểm này nó phù hợp với những cái người còn tiền, phù hợp với những cái người mà đầu tư có cái tầm nhìn tương đối dài, chứ không phù hợp với những người không còn tiền.
đúng không ạ? Với những người mà hiện nay đang có bất động sản thì cũng không nên bán, tại vì lúc này bán không được giá, đúng không ạ? Và nên mua bất động sản thời điểm này thì cũng chưa nên mua, vì thời điểm này cũng chưa phải thời điểm thích hợp để mua, và đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hãy, tôi sẽ chia sẻ một chút về cái xu hướng bất động sản năm 2023 dành cho một cái nhóm người mà thực sự là còn điều kiện để chúng ta mua. Các anh chị đều biết rằng là gì, trong một cái quá trình dài hạn khi mà các chủ đầu tư tập trung vào phát triển các bất động sản chung và cao cấp thì cái loại hình bất động sản được nhiều người quan tâm, được xã hội quan tâm, được nhiều quan tâm, được xã hội quan tâm, được chính phủ quan tâm, đó chính là nhà ở xã hội. Thì đây là một cái loại hình mà chắc chắn rằng là trong vài năm tới nó sẽ rất là phát triển. Thì nó có cơ hội đầu tư hay không? Thực ra là có, đúng không ạ? Khi mà tôi đi triển khai đầu tư bất động sản tại Bắc Ninh hay là Bình Dương thì những cái nhà ở xã hội thực sự nó vẫn đâu đó, nó vẫn có những cơ hội đầu tư, mặc dù là tôi biết rằng là dành cho những cái người có thu nhập thấp hơn, nhưng nó vẫn có những cái cơ hội đầu tư dành cho những người mà tìm hiểu sâu. Cái là một cái loại hình nữa, nó là bất động sản xanh. Bất động sản xanh là chúng ta sẽ thiên về bất động sản nông nghiệp nhiều hơn. Rõ ràng đất nước chúng ta là một đất nước mà có thế mạnh về nông nghiệp, nhưng mà cái vấn đề này đang được bỏ qua. Đặc biệt là gần đây thì tôi biết rằng là rất nhiều các cái doanh nghiệp, rất nhiều các địa phương đang xúc tiến cái việc mà đầu tư bất động sản nông nghiệp, đất rừng sản xuất, nhưng mà trồng các cây dược liệu hoặc là trồng các cây ăn quả có kinh tế cao. Thực tế là giá đất bất động sản nông nghiệp ở Việt Nam mình thì hiện nay một số khu vực vẫn còn khá là rẻ, và nếu mà đầu tư bài bản liên quan đến việc trồng, nuôi dưỡng, chăm sóc và tìm được cái nguồn xuất khẩu, tìm được cái đơn vị bán ra thì chúng ta thực sự là tìm được cái cơ hội tốt. Và tất nhiên là cái này sẽ dành cho những người mà chuyên sâu về bất động sản nông nghiệp. Một trong cái slide cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị đó là lưu ý khi đầu tư bất động sản. Trải qua một cái giai đoạn đâu đó chu kỳ uptrend thì lúc này các anh chị thấy rằng là gì, là những cái vấn đề nổi cộm nhất của năm 2022 đó là những vấn đề liên quan bắt bớ, đúng không ạ? Liên quan đến việc là xử lý những cái quan tham nhũng, liên quan các cái tập đoàn mà sai phạm pháp luật lại là cái thứ mà nổi bật nhất năm 2022. Thì lúc này với cái nhà đầu tư cá nhân ấy thì chúng ta phải luôn nhớ đó là tiền của chúng ta thì chúng ta phải bảo vệ. Thì những cái lưu ý mà khi mà các anh chị đầu tư bất động sản mà đã rất nhiều lần được rất nhiều người, thậm chí là tôi nhắc đi nhắc lại, đó là vấn đề về pháp lý, đúng không ạ? Chúng ta hãy tập trung vào các bất động sản có pháp lý chuẩn chỉ sạch sẽ, có sổ đỏ thì càng tốt. Cái thứ hai là bất động sản có cái giá trị hiện hữu, đúng không ạ? Thay vì chúng ta đầu tư cái bất động sản theo các cái tương lai mà thậm chí tương lai rất là xa, thì chúng ta hãy tập trung đầu tư vào các bất động sản có cái giá trị hiện hữu, hiện hình ngay lập tức. Cái thứ ba là gì, là cái bất động sản ấy cần phải cầm cắm cố được sổ đỏ. Tại vì rất nhiều các bất động sản mà rất nhiều người mua trong thời điểm vừa qua hiện nay ngân hàng từ chối cho vay, tại vì nó xa quá, nó không có giá trị. Cái thứ tư mà chúng ta cần quan tâm đó là bất động sản ấy có thể kinh doanh được ngay. Đấy, cái thứ năm đó là bất động sản ấy hạ tầng nó phải hoàn chỉnh. Chúng ta không thể tin vào tương lai nữa mà chúng ta cần phải tin vào những cái thứ mà mắt chúng ta nhìn thấy được ngay, đúng không ạ? Đấy là cái phần chia sẻ của tôi một chút nhanh về cái bất động sản năm 2023. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mọi người có thể bỏ bình luận hoặc là đặt những câu hỏi mà chúng tôi sẽ trả lời cái phần tiếp theo. Xin chào.